do 2 tiếng rưỡi chỉ là nhắm mắt thôi, chứ là cũng chưa là cái ngủ ngon, cũng chưa chắc là ngủ ngon. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ qua thăm lại bà cụ cùng với Út Nhất. Sau khi Bùi Hồ nắm được một cái thông tin rằng Út Nhất hiện nay sức khỏe cũng khá là suy nhược và phải truyền nước biển, cùng đó thì bà cụ cũng đang ở trong một cái trạng thái khá là nguy kịch. Sau khi cất nhà của Út Nhất lên đó thì được rất là nhiều sự ủng hộ trầm trồ khen ngợi rằng ngôi nhà nhà khá là đẹp và khang trang. Tuy nhiên thì sau đó không lâu bà cụ lại trở bệnh nặng và phải nhập viện trong đêm. Rất là nhiều cô bác anh chị cho rằng là nhà của Út Nhất chắc có một cái vấn đề gì đó phong thủy không tốt, chỉ một vài bình luận thôi. Và rất là nhiều bình luận ý kiến tán thành rằng ngôi nhà rất là đẹp. Nên với cô bác quý chị sống ở trên đời này, cái chuyện sinh lão bệnh tử là một cái chuyện khá là bình thường. Rất là nhiều cô bác quý chị là yêu cầu là phải sửa lại phong thủy hay là như thế nào á. Thì Bùi Hồ cũng thông tin với cô bác quý chị là cũng hoan hỷ, tại vì rất là nhiều là bình luận là khen rằng ngôi nhà của Út Nhất rất là đẹp và khang trang, và không có vướng cái vấn đề phong thủy nào cả. Có chăng á, là mình nên suy nghĩ một cái hướng tích cực hơn, rằng á, bà chắc có lẽ bà đang đã mãn nguyện với lại cái ngôi nhà mới. Vì thời điểm này có thể là bà có thể dứt nợ trần chẳng hạn, thì bà có thể ra đi nhẹ nhàng hơn. Ở đây dù sao thì Út Nhất cũng có được một ngôi nhà mới nè, ông cụ cũng có được một cái nơi ở ấm cúng hơn, nên bà cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Trong cuộc sống thì chúng ta không thể thoát được cái dòng sinh lão bệnh tử, nên mong rất là nhiều cô bác anh chị hãy luôn quan tâm ủng hộ bằng cách động viên Út Nhất, động viên gia đình ông cụ để lại những cái bình luận tích cực, để cho những người mà làm những cái công việc và truyền tải những cái thông điệp tích cực truyền thông như thế này, để mang đến cho cô bác anh chị một điều gì đó thiện lành. Còn bây giờ thì Bùi Hồ sẽ off máy ở đây để mà đi qua thăm Út Nhất vào thời điểm hiện tại, để chia sẻ với cô bác quý anh chị về hoàn cảnh của Út Nhất ở thời điểm hiện tại cũng như là bà cụ như thế nào ha. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Cũng như ở video clip trước, Bùi Hồ có thăm lại cuộc sống của ông cụ ở thời điểm hiện tại khi mà bà cụ lâm bệnh đó. Thì cũng có một cái chuyện khá là lạ, đó là một cái con chim bay vô nhà. Thì rất là nhiều cô bác quý anh chị có bình luận rằng đây là một điểm gỡ hay là một điểm xấu, Bùi Hồ cũng không có biết rằng. Nhưng mong sao thì bà cụ có thể cố gắng vượt qua những cái lúc khó khăn này để về bên ông cụ ha. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị nghe Út Nhất chia sẻ về tình hình hiện tại của bà cụ tại thời điểm này ha. Cái tình hình sức khỏe của mẹ mình sao Út Nhất? Mẹ thì Út Nhất cũng nói để coi theo dõi mẹ đây tới chiều đó. Con nhóm bề mà không im thì Út Nhất xin bác sĩ cho mẹ về nhà. Chứ thấy mẹ cũng như tuổi cao rồi mà cũng như đâm ống vậy đó cơ. Ừ, nào ngay cũng sống nó cũng khó nữa. Chứ hà về nhà cũng như về gia đình đó, cho mẹ lỡ có gì gặp như con cháu này kia đó, nó cũng dễ, chứ ông cố cũng sức dầu cho mẹ cũng dẫn được, cho mẹ cũng như ấm cúng một chút. Kiểu đút bà cụ ăn không có ăn nữa, bây giờ đâm ống mà thôi. Đâm ống mà cơ. Đâm lúc nào đó? Hồi sáng giấc đó đâu gần 7 giờ cơ. Đâm ống đổ cháo mình đổ nước vô á. Bác sĩ có nói gì về cái tình hình của mẹ không? Không, bác sĩ không có nói, mà nói như mẹ thì như ảnh hưởng cái đầu nhiều nên cái giò nó bị giật. Sáng nay là ông cụ có điện cho Út Nhất đúng không? Hồi sáng này cha không có điện mà có mấy đứa cháu. Như có mấy đứa cháu điện để cho ông cụ nói chuyện với bà cụ. Thấy ông cụ, thấy đôi mắt ông cụ sao? Thì ổng cũng nào nghe ào bà ổng thì nói chuyện, người má bà cũng đâu có nghe gì được nhiêu đâu nghe. Cái kiểu bà nằm đó là bà cũng đâu có biết tiếng ai. Út Nhất bây giờ Út Nhất kêu là không biết tiếng luôn á. Như cái lưỡi của mẹ cũng như nó hơi cứng á, người nói chuyện nào nghe cũng như cái tiếng nó không có được lòng ra được, nghe cũng như không có rõ, như nó ồ ời. Có dự định là đưa ông cụ xuống đây để mà bà cụ ở dưới này còn nước còn tát không?
không, chứ tính như cho cha ở nhà, cha ổng cũng yếu, ổng đi xuống đây là ổng bị bệnh, tại vì cha ổng cũng yếu lắm, ổng cũng như là xà quần ở trển thì được, chứ đưa đường xe cộ này kia đó, thậm chí qua bên Tân Quá cái bệnh đó, mấy đứa cháu ổng rước ổng về Tân Quá cái bệnh đó, chờ đám dỗ này kia là dứt khoát không đi, ổng nói như máy bay đi đi với tao dứt khoát không đi. Ý là bà con của ổng qua rước đó mà ổng còn không đi. Ổng nói tao đi cái lên xe cái tao mệt. Nghe thông tin sáng nay là ốp nhất là phải truyền nước biển rồi phải bệnh muốn ngã quỵ xuống là sao? Cũng như ốp nhất cũng như hồi tối cũng như thức khuya á. Cái thấy mẹ ba cũng như sao bây giờ mới giật hoài, ốp nhất mới kêu cán bộ. Ủa mới kêu bác sĩ đó. Rồi coi rồi bác sĩ nó cũng như mẹ cái đầu bị ảnh hưởng đó, giật bị hoài đó. Ừ, chạy tới cho lui qua cái ngủ không được đó cưng. Cái sáng cái ra chập chờn. Ừ, như nó không như nó cái đầu nó có giỡn, rồi giỡn hoài đó. Cái nó bứt rứt, nó không có muốn nói chuyện gì với ai được. Làm biến nói chuyện. Rồi sau đó mới truyền nước biển. Rồi sau đó rồi chị Kiện mới đặt điều kiện đi làm cho ốc nhất đó, hồi sáng đó. Vì mà hồi sáng giờ cũng như chị Kiện mới cho đó ấy gì mà hồi sáng giờ nó không có bị. Nó khỏe. Chuyên chai màu trắng hay chai màu vàng? Cái chai màu trắng mà cái chai nhỏ xíu hơn. Cái chai đó nồng đi vô cũng mau, chờ mình nói 15 phút đồng hồ. Cái đó bịch anh? Bịch đó. Bịch mà loại bịch nhỏ. Chị Kiện nói là bịch đó. Bịch đó vô náo động có lợn tiền định đó. Với lại Út Dứt ăn không được á thì nên truyền một cái chai màu vàng, chai đạm á. Truyền thêm một cái chai đạm nó vô thì nó sẽ khỏe hơn. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sáng nay thì em có qua thăm nhà ông cụ á, thì thấy ông cụ xuống sức dữ lắm. Ở nhà thì chị Sáu đem cơm cho anh Cường, rồi chị Sáu nấu cơm cho ông cụ luôn. Mà ông cụ thì lại cũng còn có mấy 500 ngàn, có 500 ngàn để ăn sáng thì cũng có thay mặt quý mạnh thường quân cũng gửi tiền cho ông cụ ăn sáng, nên ông nhất cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Mà sáng nay tự nhiên có một cái đêm mà không biết là cái đêm gì mà tự nhiên đang quay cái tự nhiên thấy một cái con chim nó bay vô nhà. Tại vì ông biết cũng nào nghe cũng như mấy đứa cháu đó được. Cũng như thấy ấy đó rồi cũng kêu mẹ về. Thì ông biết cũng nói để sáng thứ hai đó. Thì ông biết xin mẹ về. Tính thứ hai. Rồi sáng như bác sĩ khám đó được. Rồi mình thấy ông im thì đưa mẹ về, chứ mẹ cũng lớn tuổi rồi, thấy cũng như đâm ống thì sống không có lâu. Cái hà về cho mẹ nằm ở đó gần gũi con cháu thì nó tới lui nó cũng dễ. Có hai phương án. Một là bà cụ sẽ ở đây thì còn nước còn tát. Còn hai mà muốn về á thì sẽ thuê bác sĩ đem để bình oxy ở nhà luôn. Có nghĩa là bình oxy để trực tiếp ở nhà của mình luôn. Mướn cái bình oxy đó bao nhiêu tiền, mướn y tá trở về đến nhà luôn. Mình sẽ săn sóc tại nhà, mình đút được phần nào hay phần đó. Đúng rồi, ý là như vậy đó. Chứ ở đây thì mẹ bà cũng chẳng, mình thấy cũng như nuôi mẹ mà mình thấy cũng như nó không có an toàn. Nói với hai nữa mình cũng mệt mỏi theo nữa. Chứ ha, mình về nhà mình chăm sóc mẹ mình thì nó có thời gian nó ngủ, nó cũng khỏe, chăm sóc mình mẹ mình cũng rất là dễ. Hôm nay cái tiền viện phí sao rồi? Tiền miễn phí thì hai ngày nay sao không có nghe nói hết. Chắc bà bệnh già của bà cụ thì có bệnh bảo hiểm của người cao tuổi á. Thứ hai là ứng 2 triệu mấy thì hổng gài không có uống thuốc nhiều đúng không? Chỉ nằm viện thôi. Nằm đó thì cũng bác sĩ cũng đưa thuốc hàng ngày đó. Nó cũng không nhiêu tiền. Khi nào thiếu thì bác sĩ thứ hai này mới kêu ứng thêm. Đúng rồi đó. Bây giờ thì Út Nhất liệu định rằng á thì bà cụ vượt qua được hay là như thế nào thì mình bàn tính với gia đình kỹ lại các anh em đó. Một á là để dưới này còn nước còn tát, hai là muốn đem về nhà gặp á thì phải thuê luôn cái bình oxy đem để ở nhà, cứ có cho oxy hỏi trực tiếp vậy đó, rồi bao nhiêu tiền thì mình cứ trả rồi thuê y tá chạy xe cấp cứu đi về luôn. Thì mấy ông anh với mấy bà chị với mấy đứa cháu cũng điện hồi nãy giờ cũng 4-5 cuốc rồi, cũng như nói cũng như là thôi chú sáng thì coi bà nội không im á thì cho bà nội về với con cháu này kia thấy mặt rồi cho ông cố, lỡ cái gì ông cố sức dầu nó cũng dễ nữa, cái nam cúng
Ông cụ sáng cũng có nói vậy. Đó. Chứ để mẹ dưới này đỡ có bị gì thì như là không có gì hết. Mẹ má lạnh. Thật ra có rất là nhiều cô bác quý anh chị nói như sau khi cất nhà lên đó thì có những cái phong thủy không tốt á. Rồi phải gặp phải chuyện này chuyện nọ. Cái tâm linh thì không tin không được. Nhưng mà sống trên đời mà phải có sinh lão bệnh tử là lẽ thường ở trong cái cuộc sống này. Tuổi của bà cụ thì cũng khá là cao, 86 tuổi. Trước đó cô bác anh chị có xem một cái đoạn clip á, của Úc Đồng Tháp quay rằng là bà cụ đã bị có một cái dấu hiệu bị bệnh từ lúc ở nhà của chị Sáu. Là lúc đó là bà cụ đã có một cái triệu chứng rồi. Thì những ngày sau thì do cái tình hình là cái ngôi nhà nó lạ đó, rồi bà cụ thức đêm ngủ không được, đúng không Nhất? Rồi giờ gọi về nữa, rồi thành nữ là hai ba cái nó dồn dập. Chẳng hạn như Úc Nhất nè, khi vô nhà mới, đến đây là tại sao muốn vô nước biển là đơn giản thôi. Là mới đi Sài Gòn về, cắt nhà là gần 10 ngày ngủ không được rồi. Rồi đi Sài Gòn nhổ thêm găng mắt sức mắt máu nữa. Đúng rồi, thêm mẹ bệnh nữa, mấy ngày hôm nay là ngủ không có tròn giấc. Nên là nữ là ngày hôm nay cứ muốn đột quỵ luôn. Đúng rồi, nó cũng rất là yếu. Úc Nhất là sáng sớm yếu thì... Úc Nhất là sáng sớm là kêu em chở về nhà đúng không? Nhưng mà kêu... nói bị bây giờ hiện bây giờ người nhà chưa có ai xuống thay làm sao mà chở. Với lại chủ nhật không có ai làm hồ sơ cho mình ra viện hết á. Chứ Úc Nhất hồi sáng tính đi về thấy như trong mình của mình thấy cũng như nó mình nuôi á cái nó kiệt sức nha, nếu mình không có thời gian mình ngủ đó. Cái nó đi cái nó muốn đi như mình nói mẹ đi cái như nó muốn không đi. Nhưng mình muốn ngầu không á. Cái mình kiếm chỗ mình làm sáng anh nó đi muốn té không có loạn tiền đình thì thiếu đúng ngủ rồi, loạn tiền đình nó thiếu ngủ nó quan trọng lắm. Mắt ngủ đúng rồi, với mắt ngủ nó mẹ em như mắt ngủ một tháng đúng đó. Nó mẹ là như vậy đi. Chứ đừng nói vụ bao nhiêu ngày đêm ngủ được mấy tiếng cô táo đâu biết nó thì dùng lên lại cho 2 tiếng rưỡi chỉ là nhắm mắt thôi chứ là cũng chưa là thì ngủ ngon cũng chưa chắc là ngủ ngon thì cũng như mũi đó thôi. Mũi nó cũng tới luôn với cái ông anh ổng cũng tới bên ổng cũng đập hạch hạch hoài á, cái giật mình của mình cũng ngủ cũng không được. Thì bây giờ ổng rất thấy sức khỏe thì sao rồi? Thì nào ngay sức khỏe hôm nay thì nào ngay chị mới vô đó vô thì nào ngay cũng được nói chuyện với cưng được chứ không phải nãy giờ không vô cưng kêu vô chứ không có ra được. Chút nữa mình đi vô con trai nữa rồi hồi nãy có hỏi bác sĩ không? Không vô đó chắc vô không có được cưng, tại vì có như chị kiện thì chị mới quen đấy là vô đó mới được thôi chứ mình người dân vô đó không về được. Chuẩn bị thời gian lúc trước thì Bùi Hồ cũng có một số cái dự định với Úc Nhất như là chuẩn bị đi mua xe nè, rồi đi làm sổ tiết kiệm công bố số tiền của Mạnh Thường Quân. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được gì cả. Lý do là nhọc nhất vẫn đang rất là cập gặp về cái vấn đề mà bệnh của bà cụ. Nên là nữ là những cái dự định này chưa có thực hiện, mong sao á cho bà sẽ sớm vượt qua. Hôm nay nói chuyện đỡ hết muốn khóc rồi. Đâu ngay biết sao cũng như không biết phải ở đây với hai nữa cũng như mình đứa cháu nó cũng kêu vậy đó, không biết cũng an tâm, không biết không có buồn. Tính ra thì Úc Nhất đến thời điểm bây giờ mặc dù là cực khổ nhưng mà vẫn còn bất hạnh, vẫn còn gọi là hơn rất là nhiều người. Rất là nhiều người họ lại mất một cô cha hoặc mẹ từ khi là còn rất trẻ. Thấy mẹ mình sống đến thời điểm này cũng khá là hạnh phúc rồi đúng không? Mẹ sống vậy là Úc Nhất cũng mừng lắm đó. Thôi thì Úc Nhất nói một lời nào với lại cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân, những người đã từng hỗ trợ giúp đỡ cho mình cũng như là cho gia đình của mình đi. Úc Nhất cũng cảm ơn mấy chị như mấy anh mấy chú như Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước. Úc Nhất cảm ơn rất là nhiều.